12 giờ trưa mình đã tới biển Bãi Môn, Hòn Đăng Đại Lãnh là một nơi mà đón bình minh đầu tiên trên đất nước Việt Nam, trên đất liền. Mình tới đây rồi, mình sẽ ở lại đây sáng mai đón hoàng hôn. Kia phải đăng ở trên này. Vé vào cổng là 20.000 một vé, gửi xe 10.000 nữa. Không gửi xe thì mai mới tính. Vé vào cổng là 20.000. Ở đấy nó ở ngay ngay cổng, nó có cái đường lên này, nhưng mà đường đi khá là xa. Còn ở dưới dưới bãi môn này lên nó cũng có một cái đường lên nữa, thì nó gần hơn. Trưa nay ngày trong tuần nên là dân vắng khách, với cả trưa nắng này chưa ai ra hết, có mình ở đây buổi trưa đây. Bên này là biển, này đèo trên. Hành trang của mình đơn giản thôi, một ba lô. Đồ ăn thì đồ hộp cà phê, bánh mình mang theo vậy thôi, một ba lô này. Còn đồ ăn thì hâm cà phê thì nó là một cái bếp ga mini, bếp ga giá ngoại mini, mang theo bình ga nên là xong. Mình quyết định di chuyển cái trại của mình về gần cái khe nước này. Ở bên kia nó cũng có một cái khe nước khá là rộng, nó chảy ra, nhưng mà cái khe đấy thì ở cái khu du lịch nó dùng rồi, xong nó thải ra lên là nó không còn sạch nữa. Còn cái khe này ở trong núi ra thì rất là sạch. Mình di chuyển vào đây, chỗ này là gần đèo, ở bên trên là đèo, dưới là biển, cái bãi biển, thì mình cắm trại ở đây. Giờ vẫn còn nắng, giờ với 3 giờ rưỡi chiều nắng là mình ngồi đọc sách một xíu. Đây, quanh quang cảnh khu này toàn đá rất là đẹp. Bãi Môn này mình tìm ra một cái khe suối, nước rất là trong và mát. Suối nó chỉ chảy ra đây là hết rồi, nó không chảy ra mạnh ra ngoài kia, nhưng mà nước cũng nhiều, nước rất là mát. Suối nước ngọt nha các bạn, suối nước ngọt, nó chảy từ trong núi ra này, chảy trong khe núi ra, rất là mát. Ngoài kia là bãi biển, có cá các bạn, cá bơi tung tăng rồi. Đó, cá. Nhiều cá đấy. Ở đây cũng là nước ngọt. Nước ngọt nó chảy ra biển, nó chảy ra suối ra, từ khe suối ra. Nhưng mà bên này thì nó bị khai thác bởi cái ở bên trên kia, cái nhà hàng bên trên kia nó khai thác rồi, nên là nó sẽ có nước thải của cái nhà hàng. Và cá rất là nhiều, nó xử lý bớt rồi, bắt cá rồi.